Trong phần này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hai cái thành phần đó là Prefab Variant và Animator Override Controller. Đây là hai cái thành phần rất là cần thiết khi mà chúng ta làm game và nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được cái thời gian làm game rất là nhiều. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thằng uh, Prefab Variant. Cái tác dụng của cái thằng này đó là nó copy cấu trúc của một cái thằng prefab gốc khi mà chúng ta thay đổi cấu trúc của cái thằng prefab copy thì cái thằng prefab gốc nó sẽ không bị ảnh hưởng. Thứ ba đó là bất kỳ thay đổi nào trên cái thằng prefab gốc thì sẽ áp dụng lên toàn bộ những cái thằng prefab copy. Đây là một cái tính năng rất là hay. Chúng ta sẽ vào project cụ thể để mà chúng ta tìm hiểu nhé. Thì để mà tạo ra một cái thằng prefab variant chúng ta cần một cái thằng prefab gốc ở đây mình đã có một cái prefab gốc đó là enemy moving base đó như này để tạo ra cái thằng prefab variant chúng ta nhấn chuột phải create chúng ta vào cái chỗ là prefab variant Nó như này thì nó sẽ tạo ra một cái thằng prefab uh, copy từ cái thằng prefab gốc đó như này và chúng ta có thể thoải mái chỉnh sửa trên cái thằng prefab copy này mà không sợ cái thằng prefab gốc nó bị thay đổi ha chúng ta có thể xóa hai cái thằng này đi chúng ta thêm mới một cái game object vào đây đó như này chúng ta quay lại cái thằng prefab gốc nhé đó prefab gốc thì nó vẫn y nguyên nó không thay đổi gì hết đó cái tính năng của cái thằng prefab variant này cái tính năng cuối này nó rất là hữu hiệu, hiệu ha. Đấy, bất kỳ thay đổi nào trên cái thằng prefab gốc thì là sẽ áp dụng lên toàn bộ những cái thằng prefab copy. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có một cái 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 cái, cái, cái thay đổi nào đó ở trên toàn bộ những cái prefab mà chúng ta cần thực hiện thì cái cách đơn giản nhất là chúng ta chọn tất cả cái thằng prefab mà chúng ta muốn như này đó và chúng ta thực hiện cái việc thay đổi thì nó sẽ ok đó cũng là một cách nhưng mà khi mà chúng ta muốn thay đổi vào bên trong những cái thành phần con của cái thằng prefab này thì chúng ta sẽ phải click vào từng cái thằng prefab để mà chúng ta có thể là thay đổi ở đây ví dụ mình muốn ẩn hai cái thằng left corner và right corner đi đó như này và mình muốn thêm mới một cái uh, đối tượng game object vào trong tất cả những cái thằng prefab mà mình uh, thấy xuất hiện ở đây đó tất cả cái con enemy đây thì mình phải click vào từng thằng thôi đó click như này Chứ nếu mà chọn ở bên ngoài này thì lại không được Đó, chọn tất như này thì lại không được Phải click vào từng thằng Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái thằng Prefab Variant ấy, Thì chúng ta chỉ vào cái thằng gốc của nó thôi Và chúng ta chọn ẩn hai cái đối tượng này đi Ẩn đi, nó như thế này Và chúng ta thêm mới một cái đối tượng game như thế này Và chúng ta xem những cái thành phần con nhé Đó, những cái thành phần con nó ẩn luôn cả cái thằng left con và right con đi này và nó được thêm một cái đối tượng game object mới này đó như này đó như này tất cả đều bị ảnh hưởng đều áp dụng luôn chúng ta sẽ thêm mới một cái ship vào đây ví dụ như là thêm bừa bãi vào đây chẳng hạn chúng ta xem là những cái con nó có được thêm không đó những thằng con này cũng được thêm này đó đấy là cái tính năng rất là hay khi mà chúng ta muốn thay đổi toàn bộ những cái cài đặt hoặc là cái cấu trúc ở trong tất cả những cái prefab khi mà chúng ta sử dụng cái thằng prefab variant thì chúng ta chỉ việc vào cái thằng cha và chúng ta thay đổi thôi đó thành phần thứ hai mà chúng ta đi tìm hiểu đó là animator override controller thì cái tác dụng của thằng này như sau đó là nó sẽ copy cài đặt cấu trúc của một cái hệ thống thay đổi trạng thái của một cái thằng animator gốc và chúng ta có thể tự do thay đổi animation của cái hệ thống thay đổi trạng thái của cái thằng animator copy mà không ảnh hưởng tới cái thằng animator gốc thì bây giờ chúng ta sẽ thử vào Project để mà chúng ta tìm hiểu rõ hơn nhé Ở đây thì mình sẽ vào một cái con game như này Ở trên này thì mình sẽ có một cái thằng nhân vật Thằng nhân vật của chúng ta, chúng ta Có cái hệ thống thay đổi trạng thái như thế này đây Đó Như này Đó Jump, uh, uh, Land, nó như này uh, Death Đó cái câu chuyện bây giờ, cái bài toán bây giờ là mình muốn tạo ra thêm tầm 10 20 con nhân vật nữa có cái hệ thống thay đổi trạng thái y hệt như này, có cái animator nó y hệt như này. Thì nếu như mà chúng ta làm bình thường thì chúng ta sẽ phải tạo lại thôi, tạo lại tầm 10 20 con nhân vật, tạo lại 10 20 cái animator có tham số rồi có cái transition như này. Đó, khá là mất thời gian ha do vậy là cái thằng Unity nó sinh ra cho chúng ta một cái nó gọi là Animator Override Controller đó có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra một cái thằng Animator mà chúng ta à, được phép là copy lại một cái thằng gốc đó sau đó thì chúng ta sẽ ghi đè những cái animation ở bên trong để mà làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ create chúng ta tạo ra tìm tới cái animator override controller nó như này ví dụ như là mình đặt tên là animator copy nó copy chúng ta sẽ thấy rằng là cái thằng này nó nhận vào một cái animator controller gốc đó gốc ở đây thì mình sẽ copy cái hệ thống thay đổi trạng thái của cái con nhân vật ở trên scene này nhé ở đây mình sẽ đưa một cái con nhân vật khác vào đây. Ví dụ như là con nhân vật số 6 này đi. Character số 6 nó như này. Đưa lên trên scene này. Đó. Và mình sẽ đưa cho nó một cái thằng animator vào đây. Animator. Đó. Và chỗ này mình sẽ add cái thằng uh, Animator Override Controller mình mới tạo đây. Đưa vào đây. Đó. Trong cái thằng Animator Override Controller này mình sẽ trỏ đến cái thằng Animator gốc mà mình muốn copy. Thằng Animator gốc mà mình muốn copy đó là cái thằng Character 01. Đó. Khi mà chúng ta đưa cái thằng uh, animator gốc vào thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta những cái animation mà chúng ta cần phải tạo ra đầy đủ cho cái thằng animator gốc đó. Chúng ta sẽ đưa những cái thằng animation vào nhé. Ở đây mình đã tạo sẵn những cái animation rồi. Do vậy là mình có thể sử dụng ví dụ là phô này, idol này, jump này, Uh, land này, uh, On Air đâu, On Air, đó. Bây giờ mình chạy thử nhá, chạy thử game này. Chúng ta click vào cái thằng uh, nhân vật uh, mình vừa mới tạo ra này, đó. Chúng ta thấy là nó cũng có cái hệ thống thay đổi trạng thái, y hệt như là cái thằng mà chúng ta copy đó là cái nhân vật đầu tiên đấy. À, tham số chúng ta cũng có rồi, chúng ta cũng đâu có phải cần tạo đâu. Đó, đó, như này. Rồi. Công việc của chúng ta là chúng ta chỉ có là tạo ra cái animation cho cái nhân vật mới thôi. Còn lại là cái cấu trúc về cái thằng hệ thống thay đổi trạng thái cái thằng animator là chúng ta copy từ cái thằng gốc rồi. Đó. Cái cách này rất hay để mà chúng ta có thể là cờ ha, cờ lên ra nhiều cái nhân vật ở trong game mà có cái hệ thống thay đổi trạng thái hay là cái hành vi nó giống nhau hoặc là nó tương tự nhau nhưng mà nó khác nhau về cái, th cái thằng là animation đó. Ok như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn hai cái thành phần rất là hay rất là hay khi mà chúng ta làm game mà chúng ta sử dụng nó một cách hợp lý thì là nó sẽ tăng tốc chúng ta làm game rất là nhiều tiết kiệm rất là nhiều thời gian ha